Xin chào tất cả mọi người có khỏe hay không? Đúng mọi người biết nha, trên tay Huy hiện tại đây là cái gì đây? Nha, yeah, đó là chiếc ống kính Fujinon 56mm f1.2. Nhưng mà nó không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay đâu. Mà chiếc clip này, chiếc video này Huy xin dành tặng cho những tấm chiếu mới, những newbie đang muốn tham gia vào ngành nhiếp ảnh về một trong những yếu tố quan trọng khi thiết lập máy ảnh. Có thể mọi người đều đoán được Huy muốn nói về vấn đề gì đúng không? Đó chính là khẩu độ của ống kính và tất tần tật những gì liên quan đến nó. Ok, không để mọi người đợi lâu nữa, hãy cùng đến với nội dung chính sau đây nha. Let's go! Các bạn biết không, mỗi một cái ống kính đều sở hữu một hệ thống lá khẩu, nói nôm na là một cái lỗ hổng để cho ánh sáng đi vào, đi xuyên qua ống kính và đến cảm biến của máy ảnh. Người ta gọi đó là khẩu độ, hay còn gọi là độ mở của ống kính. Thường thì các ống kính cũ và một số ống kính hiện nay sẽ có vòng thay đổi khẩu độ như các bạn đã nhìn thấy. Chúng ta sẽ xoay từng nấc như vậy. Nhưng mà hiện nay khi công nghệ tiên tiến hơn, việc điều chỉnh khẩu độ không còn phải xoay thủ công trên ống kính nữa mà chúng ta có thể điều chỉnh ngay trên máy ảnh số. Ok, khi mọi người đã hiểu khẩu độ là gì rồi thì hãy cùng Huy đến với phần tiếp theo quan trọng không kém, đó chính là độ phơi sáng cho từng khẩu độ riêng như thế nào nha. Khi mà Huy mở khẩu độ to ra hoặc là độ mở của ống kính ngày càng to ra thì lượng ánh sáng thu vào cảm biến càng nhiều thì đó bức ảnh trở nên trong sáng hơn. Và khi Huy thu hẹp khẩu độ lại thì lượng ánh sáng đi vào sẽ bị giới hạn lại và từ đó bức ảnh sẽ trông nên tối hơn. Bây giờ Huy sẽ set up những cái khẩu độ khác nhau, lớn nhỏ khác nhau như thế nào và chụp cùng một bức ảnh để xem như thế nào nha. Nắm được cách thay đổi khẩu độ, chúng ta có thể linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện chụp ảnh. Thì với những môi trường ánh sáng yếu hoặc là ban đêm, chúng ta hãy mở khẩu tối đa để thu được ánh sáng nhiều nhất có thể. Ok, chúng ta hãy cùng đến với yếu tố tiếp theo mà khẩu độ có liên quan trực tiếp đến, đó chính là độ sâu trường ảnh, hay còn gọi là quang ánh rõ. DOF viết tắt của từ Depth of Field, mà chúng ta có thể hiểu nôm na là vùng ảnh rõ nét. Và khi bạn nhìn vào một bức ảnh, bạn thấy phần background phía sau, phần hậu cảnh phía sau bị mờ đi thì người ta gọi đó là độ sâu trường ảnh nông. Và ngược lại, khi bức ảnh càng rõ nét bao nhiêu thì người ta gọi đó là độ sâu trường ảnh sâu. Trái ngược với độ phơi sáng, khi chúng ta mở khẩu càng lớn thì vùng ảnh rõ đó sẽ càng hẹp lại. Và khi chúng ta khép khẩu lại càng nhỏ thì vùng ảnh rõ đó sẽ càng to ra. Ok, và Huy sẽ tiến hành chụp một vài bức ảnh để cho mọi người hình dung như thế nào nha. Ok, let's go. Yeah, Huy đã trở lại rồi đây. Ok, và mọi người hãy cùng Huy check xem những bức ảnh có độ sâu trường ảnh khác nhau như thế nào nha. Đây, mọi người có thể quan sát vùng ảnh rõ nét thay đổi rõ rệt qua từng khẩu độ. Sau khi chụp rất nhiều ảnh với các khẩu độ khác nhau thì Huy đúc kết được rằng đối với các ảnh chân dung thì mọi người nên cài đặt khẩu độ lớn để đạt được bức xóa phông tuyệt đẹp, nổi bật chủ thể. Còn nếu mà mọi người có niềm đam mê chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc thì hãy sử dụng khẩu độ nhỏ. Nó sẽ giúp chúng ta có thể ghi rõ cả những hậu cảnh ở phía sau. Ok, diễn giải về khẩu độ nhiều rồi, bây giờ Huy sẽ chỉ cho mọi người biết thao tác để cài đặt khẩu độ như thế nào nha. Thực ra rất là đơn giản, Huy sẽ chỉ cho mọi người hai cách sau đây. Cách thứ nhất, mọi người có thể chọn chế độ ưu tiên khẩu độ để tùy chỉnh khẩu độ và máy sẽ tự động chỉnh tốc độ màn trập phù hợp, rất đơn giản và tiện lợi. Nếu đã thành thạo với khẩu độ tự động, mọi người có thể thử sức chọn chế độ thứ hai, đó là thủ công, để tùy chỉnh cả khẩu độ và tốc độ màn trập theo ý muốn. Tùy chọn này thường giúp các nhiếp ảnh gia nâng cao trình sáng tạo của mình qua những bức ảnh ngẫu hứng. Thông thường chế độ ưu tiên khẩu độ trên máy ảnh sẽ được ký hiệu là A hoặc AV. Và trong cả hai cách, mọi người có thể điều chỉnh ISO tự động hoặc thủ công để có sự phối hợp hài hòa giữa ba yếu tố
khẩu độ, tốc độ màn trọc và ISO trong một bức ảnh. Vậy là chúng ta đã đi qua rất nhiều khái niệm và thử nghiệm các khẩu độ khác nhau của ống kính rồi phải không nào? Bây giờ Huy sẽ chia sẻ cho mọi người một tip sau đây khi mà setup khẩu độ nha. Khẩu độ f1.8, f2, f2.8 là lựa chọn lý tưởng để chụp hình trong điều kiện ánh sáng yếu hay chụp ảnh chân dung với hiệu ứng xóa phông đẹp để đối tượng chính được nổi bật. Các ống kính có khẩu độ này thường được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Với kích thước khẩu độ f2.8, f3, f4 có thể cung cấp độ sâu trường ảnh phù hợp cho nhiều đối tượng như chụp về chủ đề thể thao, du lịch, chụp ảnh động vật. Các giá trị khẩu độ nhỏ như f8, f11, f16 có thể giúp mọi người lấy được nhiều chi tiết của bức ảnh cả tiền cảnh và hậu cảnh, nên thủ thuật này rất lý tưởng cho chụp ảnh phong cảnh, kiến trúc, nhà xưởng hoặc là chụp macro. Ok, vậy là mọi người đã nắm được hết tất cả những gì về khẩu độ chưa nào. Hy vọng là chiếc video này sẽ giúp cho những ai đang muốn tham gia vào ngành nhiếp ảnh hiểu rõ được vai trò khẩu độ là gì với cách điều chỉnh khẩu độ như thế nào nha. Khi mà nắm được rõ những thông tin này thì các bạn có thể kết hợp giữa khẩu độ, tốc độ màn trạch cũng như là ISO để tạo ra những tác phẩm riêng của mình. Nếu có thắc mắc gì thì mọi người hãy để bình luận bên dưới cho Huy biết nha. Và nhớ đón xem những video review về đồ công nghệ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên mua máy ảnh đến Kim à.